Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Video này mình sẽ cùng tìm hiểu về cách chế tạo một loại trang bị mới có tên gọi đó là trang bị huyền binh. Trang bị huyền binh nha anh em, một loại trang bị mới trong cái bản cập nhật vào ngày 26 tháng 8 tại server Trung Quốc. Rồi khi mà anh em vào gia viên, lúc này chúng ta sẽ có một cái icon ở phía trên này để đi vào cái giao diện chúng ta chế tạo ha. Trong này thì nó sẽ có 3 loại trang bị và hiện tại chúng ta chỉ mở có cái trang bị ở trên này thôi. Hai trang bị dưới này vẫn chưa mở nha anh em ơi. Trang bị trên này nó gọi là Huyền Diễm Đao. Và cái trang bị ở phía dưới này á thì nó có tên gọi đó là Sái Kim Giáp. Sái Kim Giáp anh em ạ. Và cái trang bị dưới này nó có tên gọi đó là Thạch Trung Hỏa. Thì hai cái trang bị này chưa có được phép chế tạo, do đó mình không có giới thiệu cho anh em nha. Trang bị Huyền Diễm Đao này hiện tại nó đã mở chế tạo rồi. Thì cái tính năng chế tạo ra cái trang bị huyền binh này nó sẽ mở khi server của chúng ta mở giới hạn cấp 139 nha anh em ơi. Và nhân vật của mình phải lên tới cấp 130 thì chúng ta mới mở được tính năng này. Anh em thấy là trang bị cấp 130 đây ha. Không biết sau này nó có ra mấy cái trang bị huyền binh mà cấp 140, 150 không thì mình chưa rõ nha anh em. Cái này thì từ từ chúng ta sẽ được trải nghiệm. Và trang bị huyền binh này thì nó giống như anh em chế tạo món trang bị bình thường thôi. Nó sẽ có phẩm chất màu xanh, màu tím và màu cam với các cái tỷ lệ phần trăm thành công như thế này. Và để chế tạo được trang bị này chúng ta sẽ tiêu tốn một cái, đây gọi là cái mảnh hoàng kim, bản đồ hoàng kim gì đó. Và cái bản đồ hoàng kim này nó sẽ có trong một số các hoạt động mà anh em tham gia. Ví dụ như hoạt động đó là danh tướng. Danh tướng nó sẽ có nha anh em. Danh tướng thì vừa kết thúc ở bên server Trung Quốc rồi. Để mình tìm lại cái hoạt động này cho anh em xem. Đâu rồi, đây, đây anh em ạ, đây chính là cái mảnh hoàng kim ha. Và cái này thì mình sẽ đấu giá bằng vàng nha anh em ơi, với giá đấu đó là 1k2 vàng nha. Lúc nãy thì may mắn là lọt ra kênh thế giới được 2 mảnh, do đó mình đã mua đứt luôn, mua đứt với giá là 3k vàng nha anh em ơi. Cái này đấu giá là 1k2 và mua đứt là 1k3. Còn cái này là cái gì thì có lẽ đây là cái linh khí, mình nghĩ là linh khí anh em ạ, chắc cũng đấu giá, thì cái này mình chưa biết là giá đấu như thế nào, giá đấu bao nhiêu bằng vàng hay ngân sức thì mình chưa biết được nha. Rồi, cái này thì từ từ mình tìm hiểu sau chia sẻ cho anh em. Thì trong hoạt động danh tướng là một, và một cái hoạt động nữa đó là thanh khâu nghi trận nha anh em ơi. Thanh khâu nghi trận ở đây thì để coi nó đâu rồi. Thanh khâu nghi trận là hoạt động sau này nó sẽ thay thế cho cái hoạt động di tích tầm bão diễn ra vào ngày thứ hai nha anh em. Thứ hai chúng ta sẽ bỏ luôn cái hoạt động di tích tầm bão. Đây mình chưa thấy cái thanh khâu nghi trận. Anh em đợi mình xíu, đây thanh khâu nghi trận, đây biểu tượng nó là xuất sắc. Cách chơi thanh khâu nghi trận thì mình sẽ giới thiệu cho anh em ở những video tiếp theo nha. Đây cũng có luôn hai cái món này. Rồi ở bên này thì mình thấy một số nhân vật đã chế tạo được cái trang bị huyền binh này rồi, nhưng mà chưa thấy kỹ. Ở những server khác thì mình đã thấy được cái kỹ rồi anh em ạ. Ví dụ nhân vật này đã chế tạo được 4 dòng. Chưa có được cái kỹ năng đặc biệt của trang bị huyền binh ha. Tí nữa mình sẽ review cho anh em xem về cái trang bị, cái kỹ năng đặc biệt của trang bị huyền binh này nó sẽ có tác dụng gì. Cái này ở những video trước thì mình có giới thiệu cho anh em rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái quá trình chế tạo chi tiết cho anh em xem luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo. Neo cầu là một cái này. Và cần thêm một cái viên đá này thì không cần nha anh em. Cái viên đá này thì không cần thiết. Cái viên đá này nó có tên gọi đó là Linh Thạch. Linh Thạch. Mà không biết nguồn gốc từ đâu thì mình chưa rõ. Nói chung bây giờ mình cứ có mảnh này mình chế tạo trước ha. Bấm kích hoạt chế tạo đây. Đó. Chế tạo một cái. Tiếp tục chế tạo thêm cái nữa, mình lấy hai cái nha. Ok, và anh em vào cái phần giao diện nhân vật chúng ta thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có sẽ có cái biểu tượng icon mới cho anh em đây. Và hai cái trang bị huyền binh, cái huyền diễm đao chúng ta vừa chế tạo đây, chúng ta sẽ giám định. Phí giám định của mình sẽ tiêu hao đó là 20.000 bạc hay 6.000 bạc, hình như là 6.000 bạc giám định anh em ạ. Mình sẽ giám định nha. Rồi một cái, hai cái, biết giám định xong đây, giám định nó sẽ ra trực tiếp ở đây cho anh em luôn ha. Rồi chúng ta sẽ trang bị vào và để xem hai cái dòng mình vừa giám định nó sẽ được với phẩm chất gì. Ok, là mình đã giám định vào rồi nha anh em ơi, trang bị huyền binh của mình ở đây thì chúng ta sẽ được một cái dòng, nó sẽ có cái phẩm chất gì đây. Rồi giới thiệu cho anh em những cái dòng thuộc tính trên cái huyền diễm đao này thì nó sẽ có 3 dòng thuộc tính cố định cơ bản ở trên đây nha anh em ơi. Chúng ta dòng đầu tiên đó là tăng cho anh em cái tấn công điểm tấn công và cái tấn công cơ bản đây, 32% tấn công cơ bản luôn, quá nhiều chỉ số nha anh em. Cái dòng dưới này là đó là cái tỷ lệ bạo kích điểm đó, đây là chỉ số cố định của cái phẩm chất màu xanh này. Cái phẩm chất màu tím thì chỉ số này nó sẽ được tăng lên. Tí nữa mình sẽ soi những cái cây phẩm chất màu tím cho anh em xem. Ở đây thì cái dòng thuộc tính ngẫu nhiên chúng ta sẽ nhận được một cái dòng, đó là cái này là
bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản 1% và thuộc tính tối đa của dòng này đó là 43% nha anh em ơi. Để tăng được cái thuộc tính này lên chúng ta phải tẩy luyện qua. Và tẩy luyện thì giống như anh em tăng cái thuộc tính cho nội đơn nha. Y chang như tăng thuộc tính nội đơn luôn, anh em phải tìm một cái cây huyền diễm đao có dòng thuộc tính này và chúng ta tăng thuộc tính lên. Rồi bây giờ mình sẽ tẩy luyện cái cây này vào. Cây này chúng ta được cái dòng đó là tỷ thời gian kháng thuộc tính này mà. Thời gian kháng thuộc tính từ cộng 1 điểm và chỉ số tối đa của dòng này là 132 nha. Cái này là chỉ số tối đa chứ không phải là chỉ số được cộng vào nha anh em. Rồi tẩy luyện là dòng nào đây? Đây dòng trên này bấm tẩy luyện chúng ta tốn là 66.700 bạc. Rồi tẩy luyện thì anh em tăng được một ít lực chiến rồi chúng ta bán cái đó luôn. Đó như vậy mình được hai dòng như thế này. Anh em muốn tăng thuộc tính thì chúng ta cứ tìm những cái cây huyền diễm đao, chúng ta cứ giám định ra đúng cái dòng này anh em sẽ tẩy qua để chúng ta tăng thuộc tính nha. Bây giờ mình sẽ soi một số nhân vật này để mình cho anh em xem về các cái cây khác có phẩm chất. Đây nhân vật này đã có kỹ nè anh em ạ. Đây nhân vật này đã có kỹ đây. Wow tuyệt vời. Nhân vật Dương Môn Tông Sư 78. Ồ tự nhiên kích ra đây cái có luôn. À cái này là nhân vật đang đi cái hoạt động khác. Đây là cây cam nha anh em. Cam thì giám định chúng ta sẽ có tỷ lệ nhận được một cái kỹ năng. Và kỹ năng này nó sẽ có tên gọi đó chính là Huyền Diễm Trảm nha. Và cái kỹ năng này thì nó sẽ có cấp độ từ cấp 0 đến cấp 9. Và tác dụng của kỹ năng này á là khi chúng ta sử dụng đòn đánh thường thì có tỷ lệ gây thêm, không phải tỷ lệ mà cứ sau mỗi 14 giây chúng ta sẽ gây thêm một cái lượng tấn công, đó là 600% tấn công nha anh em, là ở kỹ năng cấp 1. Khi mà anh em tăng lên đến cấp kỹ năng là cấp 9 á, thì chúng ta sẽ lên được cái điểm sát thương tấn công cơ bản này lên tới 1080 điểm ở cái kỹ năng cấp 9 nha. Và để tăng cấp này thì chúng ta sẽ tốn cái linh khí có từ đâu thì cái này mình chưa rõ anh em, có thể là cái cục lúc nãy mình giới thiệu cho anh em ở hoạt động danh tướng á, có thể là cái đó là linh khí nha. Rồi cái này được cái dòng luôn đó là gì, bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản cộng 7%, quá tuyệt vời. Và chỉ số dùng cam tối đa cũng chỉ là 43% thôi anh em ơi, nó không có nhiều hơn, anh em thấy không, bên này cũng vậy. Và cái chỉ số cơ bản thuộc tính cố định của nó thì nó lại nhiều hơn nha, chúng ta có dùng cam đó là 660 điểm, tấn công cơ bản được cộng 40% và cái tỷ lệ kích đó là 660 điểm luôn. Đó, một cây cam. Rồi một cái nhân vật khác ở trong bảng top lực chiến này thì mình sẽ xem họ sẽ có nhiều dòng hơn. Đây là cái phẩm chất màu tím. Thì chúng ta có chỉ số cố định đó là 600 điểm ha, cho chỉ số tấn công. Chỉ số tấn công cơ bản là 36%. Và cuối cùng đó là cái tỷ lệ bạo kích đó là 600 điểm. Rồi những cái dòng thuộc tính đi kèm theo thì anh em cứ tẩy vào. Nhưng mà để có được một cái cây này chúng ta phải đấu giá một cái bùa, một cái gọi là cái bản đồ chế tạo anh em ạ. Để mình xem một số nhân vật khác coi có ai có kỹ nữa không. Nhân vật này được 1, 2, 3, 4, 5 dòng luôn mà có 2 dòng tím nha anh em. Một cây tím, chưa có được cam. Nhân vật này thì 1, 2, 3, 4 dòng, 2 cây tím. Đó, nhân vật này thì chúng ta 5 dòng luôn. Như vậy bên này hiện tại sau cái ngày đầu tiên ra mắt thì cũng có đấu giá những cái này để tẩy khá là nhiều anh em ạ. Mà không biết sao nhân vật này ngay may mắn cực kỳ, chế tạo một cây duy nhất, giám định một dòng duy nhất có luôn cái kỹ. Quá may mắn anh em ạ, quá may mắn. Tuyệt vời. Rồi như vậy là mình đã vừa review cho anh em xem về cái cách chế tạo của cái loại trang bị mới, đó là trang bị huyền binh. Thì có lẽ là anh em cũng đã hiểu sơ về cái trang bị này rồi đúng không? Đây là nhân vật của mình anh em, đang được 100 điểm trong cái hoạt động thú cưng loạn đấu, hiện tại đang top 4. Cái hoạt động đó thì mình có làm cái clip review cho anh em rồi, anh em nào chưa xem chúng ta có thể xem qua nha. Rồi, anh em đã hiểu rõ về cách chế tạo trang bị huyền binh này rồi đúng không? Mà mình chưa biết cái linh thạch này dùng để làm gì nha anh em. Linh thạch này không biết là tăng cái xác suất lên để chế tạo hay là chế tạo ra, có xác suất ra kỹ thì cái này mình chưa rõ được. Chưa biết tác dụng của cái linh thạch này dùng để làm gì. Cái này có lẽ là đợi phiên bản Việt Nam nó ra rồi mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn và chia sẻ lại cho anh em nha. Như vậy là mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em ơi. Ở đây chắc có nhiều anh em sẽ thắc mắc cái này là cái gì đúng không? Cái này là một cái gia cụ khi mà anh em tham gia vào cái giải đấu gọi là tuyệt địa chiến cảnh. Tâm ma tuyệt địa chiến cảnh nha anh em. Nó không phải là tâm ma thường, nó là giải đấu. Thì anh em lọt vào top 4 chúng ta sẽ nhận được cái gia cụ này nha, rất là đẹp anh em ạ. Còn cái này là cái thiên hà hội võ mùa đầu tiên tại server Trung Quốc mình có được cái ghế này. Nói chung ạc cùi cùi bên Trung Quốc chứ đồ thứ thiệt không anh em ơi. Rồi.
Rồi như vậy là mình sẽ dừng video tại đây nha mọi. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu của mình ra để theo dõi cái video này. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.